Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng, tức là phát vào buổi trưa, ngày 30 tháng 1 năm 2024. Có rất nhiều cái tin cũng rất là thú vị, cũng có thể nói là cũng là vui cũng được, mà có một tí buồn. Đấy, nói đại ý là như vậy các bạn nhé. Thì cái bản tin hôm qua, chiều qua nó cũng không được vui lắm, bởi vì là Nga đánh giống như là gà mắc tóc, ấy, nhưng mà nó không phải đâu các bạn. Bây giờ chúng ta đánh cứ thích là Nga là phải thắng đấy. Còn Ukraine đánh là Ukraine phải thua đấy. Cái đấy là cái quan điểm của chúng ta. Thì nó khi mà nó không đạt được cái mục tiêu trước mắt thì chúng ta thấy cảm thấy không thích đấy, đánh là không biết đánh đấy, rồi chê rồi nọ kia nó cũng khó. Nhưng mà thực tế là những cái điểm mà hôm qua mà Nga cứ để cho Ukraine đi đấy, xong nó về đấy, thì nó có cái hay ở cái chỗ là thứ nhất đấy là Nga không có lộ diện ra mình đang ở đâu. Cái thứ hai là cũng để xem cái ý đồ của bên Ukraine nó là cái gì. Đấy, thế nếu mà trong trường hợp nó đi, nếu mà có đánh nhau hoặc là Nga bắt đầu dí đuổi cái là người ta bắt đầu vào lọt vào cái ổ phục kích của nó, thì là coi như có thể là tổn thất. Đấy, thua không nói thua, không nói thắng gì hết, chỉ nói tổn thất thôi. Đấy là được cuộc chiến tiêu hao mà. Thế thì hôm qua thì cuối cùng là cái chỗ Adipka thì bên Ukraine xong đi về lại cái chỗ nào mà tập kết lúc đấy Nga mới đánh. Đấy, tức là khi đi 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 loanh quanh mãi không có thì phải đi về thôi chứ. Đi về cái về thì nó hôm qua đánh. Vậy thôi. Thì còn có một số chỗ thì nó cũng không được như ý của chúng ta. Thậm chí có nhiều người là không nằm trong, chưa bao giờ đi bộ đội, chưa bao giờ đi lính. Đấy, có một số kênh, hầu như các kênh là nó không có ai mà đi lính hết. Chỉ có một vài kênh như là kênh tôi là cũng có đi lính này, có anh Lê Ngọc Thống là đi lính này, hai ba kênh thôi chấm hết, còn tất cả là đều nói theo ăn theo ấy. Cho nên người ta nói giống như là một chiến lược gia, giống như là một cái gọi là nó gọi là, tức là một cái tư lệnh chiến dịch hoặc là đứng đầu quân đội, nói rất là hay. Đấy, nhưng mà thực tế đều là nói theo thôi các bạn nhé, chứ còn nói mà có một cái gọi là cái gì của mình trong đấy, có một cái gọi là cái tư tưởng quân sự trong đấy thì nó không có đâu. Đấy, cho nên người nói theo thôi. Chúng ta là bây giờ nó có trên chiến trường nó hay thì ta nói hay, dở ta nói dở, và chúng ta có một số cái nhận xét hoặc là nói gọi là comment hoặc là thích nói phét tí thì nói cho vui, chứ còn nếu mà nói để mà định hướng thì là không nên. Thế thì hôm qua thì chính thức là coi như ông nói chính thức thì cũng chưa chắc đã là chính thức. Đấy, cuộc đời nó là như vậy chứ không phải. Bây giờ như là cách đây khoảng 10 ngày ấy, là tôi có nói là ông Zaluzhny là ông bị cách chức. Đấy. Sau đó là coi như ông Budanov là trưởng tình báo, tổng cục trưởng tình báo lên thay. Đấy, nhưng mà hồi đấy tôi có nói thêm một cái câu, tức là ông Budanov không muốn ngồi lên cái ghế này. Đấy, mà ông Zaluzhny cũng chưa rời khỏi ghế này, tất cả đều là coi như lệnh bằng miệng hết. Đấy, mà trong cái số rất đông là coi như là không muốn cái điều đó xảy ra. Nhưng mà cái phe của bên Zelensky thì nó muốn cái điều đó xảy ra. Thì đêm hôm qua, tức là khoảng 8 giờ, chính xác nó gọi là 19 giờ 40 giờ Kiev ấy, giờ Moscow đấy, thì là tức là bên mình cộng thêm 4 tiếng này. Đấy, tức là nếu mà 8 giờ tối thì bên mình là nửa đêm. Thì bây giờ đồng hồ tôi là 9 giờ. Thì coi như là mấy tiếng đồng hồ trước đây đã là chính thức là cách chức. Nhưng vẫn cũng trong trạng thái là coi như chưa có sắc lệnh. Nhưng mà đồ đạc thì người ta đã thấy là ông Zaluzhny đã gói gám đĩa rồi. Đấy. Còn Budanov vẫn đang ngồi ghế tổng cục trưởng. Nhưng mà nếu mà ông này đi rồi thì ông kia ông cứ lên chứ, ông kia ông này ông chưa chịu đi thì làm sao mà ông vào ông bảo ông đuổi đi được. Đấy. Thế thì bây giờ là coi như Zelensky mới cho ông này là chọn làm một cái đại sứ nào đó ở nước ngoài, ở Anh, ở Estonia hoặc là Ba Lan thì ở đâu đó, thì ông Zaluzhny là không chịu. Không ok, không làm. Một là làm quân đội, hai là nghỉ hưu. Nhưng mà cũng có một số người thì nói ông Zaluzhny khả năng là ông sẽ làm chính trị. Mà nếu ông làm chính trị thì ông đề nghị là coi như là bầu cử ngay. Nếu bầu cử ngay thì là coi chắc chắn là ông Zelensky sẽ rớt. Nhưng mà như các bạn biết là khi mà người ta đã tước bỏ vũ khí, tước bỏ hết rồi ấy, thì không bao giờ mà anh mà coi như là làm trò trống gì được đâu. Anh nói ai nghe. Đấy, nếu mà trong chúng ta đây ai mà đã từng người ta tước hết chức vụ rồi ấy, là xin lỗi là coi như là nói không ai nghe hết. Mà thậm chí người ta coi như kẻ thù được cơ. Chứ đừng có nói mà anh đòi lật đổ chính quyền nói kia. Bây giờ anh được quân đội lúc đó anh làm được, anh làm đi. Không làm được thì thôi. Đấy, thì người ta nói là thấy ông gói cả bút chì rồi tất cả đồ đạc cái thứ là đưa ra xe.
thì không biết là còn cái quyết định chính thức cái gọi là ra sắc lệnh như nọ kia ấy, là quyết định Việt Nam gọi là quyết định sa thải hay quyết định rồi cách chức ấy, thì gọi là cái đấy là hiện nay là chưa thấy bằng văn bản, nhưng mà nói chung là lên được. Thì còn các cái thông tin thì nó vẫn là thông tin, chúng ta cứ kiểm chứng. Nhưng mà cái thông tin này tôi nói lâu lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì nghe nói là đã thu dọn hết đồ đạc ở trong văn phòng rồi các bạn nhé. Rồi, đấy là một anh Zalusny. Mà anh Zalusny đi ấy, thì có rất nhiều người tiếc, và bảo theo chính quyền Zelensky thì ông này không làm ăn được cái trò trống gì hết. Còn như 2 năm qua cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết. Nhưng mà cái giới quân sự và cái giới mà gọi là như những người mà như nói chung như bọn tôi đi, blogger hay là YouTuber hoặc là những cái người mà nghiên cứu về quân sự ấy, thì người ta nói là ông này là ok. Đấy. Chứ còn đối với Zelensky là không ok thôi, nhưng mà ông này ok nè. Bởi vì lực lượng bên Nga nó rất là mạnh mà người ta giữ được như thế là thành công. Chứ đòi mà lấy lại thì cái toàn bộ cái lãnh thổ này thì chỉ có trong mơ. Thì ông này ông không biết điều đó, ông Zelensky không biết cái điều đó, ông Zalushny như thế là quá giỏi rồi. Đấy. Với một cái lực lượng là không bằng Nga, kể cả con người, kể cả coi như là vũ khí đạn dược và tất cả mọi thứ, rồi thì thậm chí là các cái kế hoạch tác chiến của quân đội cũng bị tác động bởi bên ngoài, đấy, bị ép bởi bên ngoài nữa. Tức là ông bây giờ tức là ông che chỗ này, ông chắn chỗ kia, và cho đến giờ phút này rõ ràng là ông thành công. À, nhưng mà thành công đây không được ghi nhận, và nếu mà nhìn ở góc độ khác thì nó méo mó, thì nó là ông là coi như là thất bại. Đấy, thì cái này là nó là chính trị chứ không phải nó là quân sự nữa. Nếu mà nói về chính trị thì thôi thua. Đấy. Chính trị thì chúng ta biết rồi là nó rất là thủ đoạn, nó rất bị ổi, rất là nó mưu mô, và nó có thể nói là nó biến đen thành trắng, trắng thành đen. Đấy. Thì chúng ta cứ thấy đấy là cứ mỗi lần ông Blinken sứ giả hòa bình mà đến cái đến Trung Đông cái là bắt đầu nổ súng to, lại to hơn hôm trước. Thế hôm sau ông đến nữa thì hôm sau lại như Đại Bác nổ, rồi bắt đầu là đánh khắp nơi, nước nọ đánh nước kia nữa. Thì đấy nó gọi là chính trị đấy các bạn, chính trị thôi. Và quân sự nó thấy nó khác nhau hoàn toàn. Rồi, đấy là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai tức là cái chỗ mà hôm nọ đánh ấy, hôm qua đánh ấy, thì thực tế là ông Jordani ông bảo là tớ tớ không có dính vào vụ này nhá. Đây này, hôm hôm trước đây thì chúng ta thấy là đây là cái đất ngã ba đây. Đây. Phải đây không? Đúng rồi. Đây. Đây. Thì đây là ông Jordan này, Jordan này. Bên này là ông Syria rồi, biết rồi, bên này là ông Iraq. Đây ngã ba biên giới. Thì bảo đánh cái tháp 12 của Mỹ ấy, là đánh vào đây. Đấy. Tức là nó sát, nó gần ngã ba biên giới. Đấy. Nhưng mà nó lại nằm ở biên giới của Jordani, nằm nằm trong lãnh thổ Jordani và sát biên giới với Syria. Đấy các bạn nha, đấy thì tất cả báo chí của từ ngày hôm qua hôm nay nói ầm ầm như vậy. Nhưng mà thực tế nó nằm bên Syria các bạn này, nó nằm bên Syria chứ không phải nó nằm ở Jordani. Jordani soát xét rồi bảo là cũng có căn cứ quân sự của Mỹ ở đây nhưng mà không phải chỗ đấy. Đấy. Nếu mà chỗ đấy thì chỉ có năng lực của bên Syria thì chứ không phải bên đó. Đấy, nó là như vậy các bạn nhé. Đấy là coi như là hiện nay là Mỹ đang rất là áp lực về cái chỗ này. Một số cái thượng nghị sĩ ở bang Arkansas là muốn là chính quyền của Biden là phải bắt đầu là không kích hoặc là đánh bom vào Iran. Nhưng mà đại bộ phận thì cũng nói không được, bởi vì là Iran bây giờ anh phải có bằng chứng. Bây giờ bảo là anh là hậu thuẫn, anh là đứng sau đó là đánh một đất nước có chủ quyền, mà đánh vào một nước Iran thì các bạn biết rồi. Nếu đánh vào Iran thì cái này là chính thức là cái thùng thuốc súng này nó nổ tung. Không bao giờ mà nó như thế này đâu. Đây mấy 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 cái thằng gọi là xin lỗi là chiến binh với lại những thằng nổi dậy của các nước đấy, mà coi như nó chỉ bơm tí vũ khí mà nó còn ra chuyện như cỡ đó thì huống hồ gì là đánh vào Iran. Mà Iran bây giờ cũng đang muốn giơ cái đầu ra oánh đấy. Đấy. Trả lời luôn là phóng luôn 3 cái vệ tinh lên luôn. Một lúc bắn một lúc luôn, chứ người ta thường thường là 1 ngày sau 2 ngày sau mới bắn. Iran là bắn luôn một lúc. Thế thì chúng ta thấy là cái đấy là khu vực này các bạn nha. Đấy, ngã ba biên giới là đó là bên này. Nó bên này là cái chỗ nào thì tôi cũng không muốn vào, nó mất thời gian lắm. Đấy, nó mất thời gian cái chuyện này. Đây thì đây là Iraq, đây là Jordani, Syria, còn đây là Iran. Iran bên này. Chúng ta thấy nó to như thế này mà nó nằm ở cái địa thế mà tôi đã nói với các bạn rồi, tức là nó là nằm nó nằm cái vị trí là coi như không giống ai luôn. Đấy. Ví dụ ông Iraq này nói chung là cả cái đám này. Đấy. Thì chúng ta lấy hôm trước tôi đã nói rồi, nó là đây là Tây Á.
Đấy. Còn cái đám này Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ với lại Nepal rồi Bhutan rồi Bangladesh và Sri Lanka với Maldives ở dưới đó gọi là Nam Á. Đấy, thế còn cái Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan và Kyrgyzstan thì nó là Trung Á. Thế còn lòi lòi mỗi đúng cái ông Iran này nó chả nằm vào cái ông nào hết, cho nên nếu mà cái ông này mà bùng nổ lên ấy, thì rõ ràng là cái chỗ này là cũng loạn này, chỗ này cũng loạn này, chỗ này cũng loạn này. Đấy, đương nhiên cả cái Đông Bắc Phi, Ai Cập này, rồi ông Thổ Nhĩ Kỳ ném vào đây luôn này, rồi ông Nam Cát Ca ném vào đây luôn. Đấy. Tức là ông nằm giữa cái chỗ này mà. Đấy, chưa nói là cái vùng vịnh, khi mà đánh nhau là cái vùng vịnh này là coi như là đóng cửa luôn. Đấy. Thì bây giờ đang nói cái biển đỏ này thì nó có nhiều ông nó vào cái vùng vịnh này nó không quan trọng, nhưng mà cái ông vùng vịnh nó nằm giữa Iran và Tây Á. Đấy. Còn cái Tây Á này ấy, cộng với lại Đông Bắc của Ai Cập và một tí cái chỗ phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ thì nó gọi là Trung Đông. Đấy. Đấy các bạn nhé. Đây đây nó gọi là Trung Đông này. Isbido, nó gọi là Isbido, tức là chúng ta thấy là cái khu vực Đông Châu Phi. Nó trung mà trung mà nó là giữa mà, nó là giữa. Rồi đây là bên này ông châu Á này. Rồi bên này là ông châu Âu này. Đấy, thậm chí Manta, Sip nó gọi là châu Âu, thì ba cái ông này thì nó gọi là đây là khu vực Trung Đông. Rồi thì Trung Đông là nó nằm giữa là cái biển Địa Trung Hải và Hồng Hải. Đấy. Thế tàu bè là cái đi qua cái chỗ này nên là làm ăn cái chỗ này. Mà bây giờ cái ông Yemen này, cái ông Houthi này, ông chơi chỗ này để ông trả thù cho Hamas, người Palestine bị Israel là đánh. Thì là rõ ràng là bây giờ là chỉ riêng chỗ này không mà đã khốn đốn cái thương mại thế giới rồi. Giá dầu cho giết là bây giờ chẳng qua là cái cung đang quá nhiều đấy, chứ còn nếu mà ít cái cung ít mà cái cầu nhiều, nhu cầu mà nhiều mà bị như thế này thì tôi nói giá nó lên tới trời rồi. Đấy, vừa rồi nó là đã nó quá nhiều giá nó xuống cho nên nó cắt giảm cái sản sản lượng, cho nên là cái tức là cái cung của người ta đã quá nhiều rồi, cho nên không có cầu ra làm gì hết. Cầu mà nhiều thì giá xuống, mà cầu mà ít thì là giá lên. Là cái, nếu mà cái cung nhiều thì coi như là cái giá nó xuống, còn cái cầu nhiều thì nó giá lên, thế thôi. Thế thì bây giờ đây là riêng cái khu vực này là chúng ta thấy nó rất nóng, mà nó ảnh hưởng như thế là riêng riêng cái chỗ mà cái biển này. Thế thì bây giờ này chúng ta là đấy là cái biển này thì là chúng ta nói rất nhiều rồi, là nó đi là tất cả các thế giới là nó đi 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 đây đây nó đi đi vào cái Hồng Hải Suez, nó đi như vậy thì cũng chả ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà cái ông vùng vịnh này, đấy, đây 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 vịnh này, vịnh Ba Tư đây, vịnh Mexico đây, đấy, mà vịnh Mexico đây mà cái ông Iran cũng to tổ bố đấy, này ông Iran này. Ông chiếm gần như là hết cái vùng vịnh này rồi, hết là nửa phía Bắc rồi, mà ông nào vào ra đây làm sao vào vào được ra với ông được nếu mà đánh Iran. Cho nên cả cái vùng vịnh mà tê liệt thì có nghĩa là cái dầu là cái thế giới là nó vọt lên, là tôi nói là không thể tính được. Đấy. Nó không thể tính được, đây nó chỉ cái đường vận chuyển thôi, còn đây là cái rốn dầu của thế giới. Bây giờ Ấn Độ bây giờ mà không mua Nga hoặc là giảm mua Nga là cũng phải đi qua cái vùng vịnh này chứ đi bằng cái kiểu gì. Ông Iraq này muốn ra cũng ra vùng vịnh, ông Kuwait cũng ra ra vùng vịnh. Còn Ả Rập Xê Út này thì ông cũng ra vùng vịnh, hoặc là có thể qua bên Sê-đát này, bên này thì nó qua bên này thì là ông chỉ có đi châu Âu thì ông qua bên này thôi, chứ đi châu Á là ông đi bên này, thì ông đi châu Phi ông đi bên này. Rồi tất cả Oman rồi UAE rồi Qatar rồi tất cả thì đều là vùng vịnh hết. Đấy, rất nguy hiểm, nếu ông Pakistan cũng ra vùng vịnh, ông Afghanistan nếu có cũng transit đi qua vùng vịnh. Cho nên nếu mà đánh Iran là vấn đề là chiến tranh thế giới. Đấy. Là chiến tranh thế giới. Thế hôm trước là có một bạn nào hỏi thế là thế nào gọi là chiến tranh thế giới, mà thế nào thì không gọi là chiến tranh thế giới. Thế tại sao mà bây giờ chỗ Gaza này, Gaza này thì lại không là chiến tranh thế giới, hoặc là Ukraine với ấy là không phải chiến tranh thế giới, thì đó này chiến tranh thế giới nó khác với chiến tranh cục bộ với khu vực là như thế này. Chiến tranh thế giới thứ nhất là phải nhiều nước tham gia. Rồi, Ukraine là đúng nhiều nước tham gia, nhưng tham gia theo dạng ủy nhiệm chứ không phải là tham gia mà đánh trực tiếp với Nga. Thí dụ ông Séc đánh với Nga, ông Mỹ đánh với Nga, ông Đức đánh với Nga thì nó khác đấy, ủy nhiệm. Cho nên chỉ có thực tế là Ukraine là với Nga là đang xung đột. Đây không gọi là, đấy là chưa nói là cái câu đầu tiên mà khi mà xảy ra cái cuộc chiến này thì Nga đây nói đây là cái xung đột, đây là một chiến dịch chứ không phải là chiến tranh. Mà lại không phải là chiến tranh thì làm gì có gọi là chiến tranh thế giới. Thứ nhất là phải nhiều nước tham gia, thì cái ông Gaza với ông này thì lại ít nước tham gia quá, chứ mỗi Israel thôi. Đấy, mỗi Israel với lại lực lượng của Palestine, Hamas một phong trào. Nhưng không gọi là chiến tranh thế giới. Chiến tranh thế giới là một là phải nhiều nước tham gia.
Hai là nó phải ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới. Ba là nó phải là nó ở cái diện rộng, chứ không thể là một nước. Ví dụ như bây giờ Nga với lại Ukraine bắt đầu đánh nhau, Ba Lan rồi bắt đầu là Ý này rồi các thứ, Đức rồi Mỹ các thứ đấy, tức là nó phải rộng chứ không ở không gõ bó gọn vào một một vị trí nào đó đấy. Ít ít ỏi mà cục bộ đấy, như Gaza đây này, nó là hiện nay Gaza còn nó đánh nó ngang dọc chẳng qua, nó gọi là nó trả thù khủng bố hoặc ABC thế thôi, chứ không phải gọi là chiến tranh thế giới được. Nó ít nhất là phải ba yếu tố đấy. Một là phải rất nhiều nước tham gia, hai là cái địa bàn phải là rất là rộng lớn, ba là có thể là nó ảnh hưởng đến nền kinh tế của rất nhiều nước hoặc là thế giới. Cho nên chiến tranh Việt Nam mình của mình với Mỹ làm sao gọi là chiến tranh thế giới được, nó rất lớn rất dài đấy. Đấy, có thể là nhưng mà còn cái ba cái đám chư hầu vào thôi, chứ cũng không Nhật là không không đánh nhau với Việt Nam, Việt Nam không đánh Nhật cái thời kỳ đó, hoặc là Úc cũng thế, nó là rất là về quy mô đấy, cũng rất là lớn nhưng mà nó lại bó gọn ở Việt Nam thôi đấy, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế thế giới. Thì rõ ràng ở đây, nhưng mà nếu mà đánh Iran thì chắc chắn là nó là thế giới, bởi vì Iran với Israel đang cũng bòm nhau, lúc lúc mà đã đánh nhau rồi nó sẽ bòm nhau thoải mái thôi. Còn ông Pakistan hôm qua ông lại bòm sang chưa nói rồi, Afghanistan này ông cũng sẵn sàng ông chơi. Còn bắt đầu là khi mà Iran mà đã đánh thì chúng ta biết là hiện nay, như hôm qua tôi có một cái tức là một cái bản đồ mà trong đó là các cái lực lượng mà ở Trung Đông này mà Iran hậu thuẫn này, chúng ta thấy cũng rất nhiều, nó nhiều giống gần bằng cái số căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, vùng vịnh hoặc là Tây Á, nó cũng tương đương như vậy. Cho nên khi mà anh Joe Biden mà nếu mà đánh Iran nữa thì chắc chắn là cái ghế ông bay luôn, bay nhanh luôn. Hiện nay chỉ hai cái chỗ này không thể là thấy mệt rồi, bây giờ thêm cái chỗ Texas là nó muốn là coi như là đương đầu với quân đội của chính phủ của Hoa Kỳ luôn đấy, đã là thấy mệt rồi. Rồi bây giờ ông Trump ông đang thắng thế, thà một cái phọt phẹt đó thắng thế thì có khi là ông nuốt chửng người ta được. Nhưng mà nếu lại gặp lại Trump thì bây giờ là coi như lại chơi cái bài bẩn kia thì không chơi được, thì nó phải chơi một cái bài bẩn khác, hoặc là một thậm chí chơi cái là bẩn nhất là ám sát. Đấy, ông Trump mà cứ ngơ 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 mà đi nhanh 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 đấy, tôi nói là coi chừng, bởi vì cái đám này nó sẵn sàng nó làm hết. Mà nếu mà trong có hai thằng hai võ sĩ mà một võ sĩ mà nằm xuống thì võ sĩ kia là thắng, cho dù là ông đánh không thắng người ta nhưng mà cũng là thắng. Thì các bạn nào mà đọc văn học Nga, các bạn Pushkin đấy. Đấy. Ông Pushkin ông cũng là coi như đấu kiếm đấy, là có đá tét mà coi như ông thắng, nhưng mà cuối cùng thần kia nó bảo là ông không thắng, tôi mới là người thắng. Thì cuối cùng là hai người đều xuống cái thung lũng đánh nhau, đánh mà coi như là Pushkin oánh oánh hoành tráng, oánh cho gần tiêu, thì là trúng một cái phát súng từ trên khe núi nó bắn xuống, là Pushkin nằm xuống, thì nằm xuống là coi như là ông thua chứ gì nữa. Ông có giỏi, ông có thắng, ông có hay đến mấy đi chăng nữa, mà khi mà ông đã nằm sàn rồi là coi thua, nó là bản chết ông rồi, là ông thua. Cho nên cái chỗ bạn chỗ Biden này, cho nên nhiều bạn bảo là chắc chắn là sẽ thua Trump nếu mà làm lại, tôi nói chưa chắc, cái đời này là không thể nói trước được. Ngay cái Zelensky bảo chết rồi sống lại, rồi bây giờ cắt chức rồi là ngồi lại, rồi bây giờ là bảo tiếp tục cắt chức nữa, thì cái chuyện này nó thuộc về chính trị rồi. Cho nên chúng ta nói là theo cái logic, theo cái gọi là cái tư duy của mình thôi. Đấy. Theo cái suy nghĩ của mình, theo cái hướng của mình, mà đặc biệt là mình hiểu cái gì thì mình nói theo cái đó. Chứ còn thực tế chính trị thế giới nó chả việc gì nó phải theo cái hướng của cái đầu của chúng ta nghĩ gì, rõ ràng nó không nó theo, nó gọi là đủ thứ, gọi là thiên biến vạn hóa, mà bây giờ nó phải cứ phải nghe theo ông Dũng, hoặc là nó theo cái ý của bạn thì làm gì có, khó lắm, chả may nó trùng vào được, chẳng may nó gọi là nó trúng và đúng cái ý đó trong thời điểm đó và cái lúc đó ABC thì nó gọi là mình nói đúng thôi, chứ còn nói chung là chúng ta chỉ ngồi ngoài chúng ta phán với nhau thôi, hoặc là chúng ta nhận định theo cái quan điểm của mình thôi, chứ còn áp đặt cái chính trị thế giới thì không được đâu. Vấn đề thứ ba là vấn đề, một là Zelensky, hai là chỗ Jordani và Iran. Thứ ba nữa là chúng ta hôm qua là ông Lukashenko là ông bay sang Saint Petersburg để gặp ông Putin. Đấy. Hai ông gặp nhau đây. Lần đầu tiên gặp nhau rất lâu. Đấy. Nói cái gì? Rõ ràng là nói cái vấn đề kết thúc cuộc chiến, kết thúc xung đột. Đấy. Tức là một cái kịch bản để kết thúc xung đột.
bằng kiểu gì, đấy, lúc nào. Thì hiện nay như chúng ta biết là Nga nếu mà bình thường ấy thì có thể là theo toán tính là khoảng hết mùa xuân đầu mùa hè, cứ cho là 30 tháng 4 đây. Đấy. Tất nhiên cái kế hoạch này là cũng là các cái giới người ta nói là thôi, chứ chúng ta chỉ nói theo thôi. Thì cứ cho là cái tầm đấy, bởi vì một mình Nga chưa chắc là quyết được, nhưng mà tất nhiên Nga hiện nay là Nga nắm quyền chủ động, cái chìa khóa có thể nó cũng nằm trong tay, có thể nói là như vậy. Bây giờ bảo ngưng là Nga là ngưng, và bảo Nga đánh là Nga đánh, mà bảo thắng là thắng, chứ bảo thua thì không, nói vuông là như vậy. Thế thì bây giờ là bàn một cái kịch bản như thế, thì nếu mà trong trường hợp mà Nga mà đánh luôn trong như như kịch bản như thế này á, thì rõ ràng ấy là phương Tây là nó khó, phương Tây sợ, cho nên là phương Tây bây giờ mới đang chơi coi như là cái gọi là cái tập trận đấy các bạn, đấy nó tập trận đấy, toàn bộ khu vực này trở về đằng này là tập trận đấy. Tất cả khu vực này là tập trận hải lục không quân, rõ ràng có nghĩa đó là gì, có nghĩa rằng là nó sợ Nga đánh lớn trong cái dịp này đấy. Là một cái ý. Thứ hai rõ ràng là nó làm cái này Nga phải ngại chứ, đúng không? Đấy, bây giờ mà ông muốn lấn qua rõ ràng khi mà nó đang cả 90.000 quân đây, hải lục không quân xung quanh, cả bom hạt nhân đạn điếc nó về tới London rồi, thì tất cả đây rõ ràng Nga mà bây giờ muốn làm mạnh cũng phải suy nghĩ chứ. Cho nên là cái sự mà người ta tập trận lúc này nó thể hiện cái sự sợ hãi của bên phương Tây đối với Nga, bởi vì thấy Nga có khả năng giải quyết trong cái mùa xuân này. Mà rõ ràng là cái việc tập trận này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kế hoạch của Nga, đó là điều chắc chắn luôn. Nga bây giờ muốn đánh qua, muốn thổi qua đây thì rõ ràng là rồi bơm, gọi là cái gì, bom rơi đạn lạc qua cái đất nước của bên bên này, cái là nó lại khó rồi. Hoặc bên kia mà bây giờ mà ông tập trận mà ông rơi qua bên này là cũng khó rồi, tức là nó sẽ ảnh hưởng nhau, rất là tương tác rất là nhiều các bạn nhé. Chúng ta thấy rõ, cho nên là các cái đầu người ta đã tính toán với nhau như vậy. Đấy, bây giờ là ông mà muốn giải phóng bên này nó cứ con quốc này rất mệt. Thế thì bây giờ là giả sử cái vấn đề mà của NATO đây, tôi nói 90.000 đây thì cũng Nga cũng chả làm gì được Nga đâu, chủ yếu là ông có các cái máy bay tàu bò rồi tàu chiến ở đâu ông câu vào, hoặc là bom đạn ở đâu ở các nước khác ông ném vào thì thôi, chứ còn nếu mà đánh 90.000 với lại 600.000 quân này thì rõ ràng là 90.000 này là muỗi, không là cái gì hết, thì bằng 1/5 1/6 thì ra thì ông đánh cái gì. Nhưng mà có cái rõ ràng là nó là một cái chướng ngại vật khó vượt qua. Thế thì hôm qua là các ông là bàn nhau ở đây là có khả năng là Belarus sẽ mở một cái mặt trận thứ hai. Đấy, một mặt trận đây là biên giới của Belarus với Ukraine. Đấy. Mà nếu mà trong, tức là giống như Normandy đấy, cái hồi mà năm 44 ấy, tức là Normandy là chúng ta là nhảy vào đất Pháp đây này, đều Normandy ở đây này. Thì là Anh, Pháp, Mỹ nhảy vào đây là bắt đầu được chạy qua chiếm là lấy nửa nước Đức này. Chứ hồi đó mà nếu mà Nga mà nó tấn thì tấn qua Hà Lan này thì 30 giây chứ mấy, mà tấn cái là đi ra Pháp đây thì 30 giây, giống như Việt Nam mà coi như đánh Campuchia thì coi như thổi thêm cái Thái Lan thì mấy lắm. Đánh Campuchia một tuần thì thổi Thái Lan khoảng 2 ngày nữa là ra tới là vịnh Bengal. Đấy. Ra vịnh Bengal. Cho nên là khi mà nó nhảy vào Normandy này là nó, tức là nó thấy cái nguy cơ. Đấy, thấy cái nguy cơ của Nga thổi là bay sạch hết. Chính vì thế cho nên là bây giờ là họ cũng đang lo tập trận để mà coi như trong trường hợp mà nếu mà thổi Ukraine, nếu mà bọn mày mà lạng quạng thổi luôn Latvia là ba nước Baltic là thổi luôn xuống biển luôn. Đấy, cho nên là bây giờ nó tập trận là theo cái dạng đấy. Thì bây giờ ngược lại bên Nga bây giờ nó cũng phải là cũng chơi cái trò bây giờ là Belarus, tức là giống như Normandy là 4 nước, nhưng mà Belarus với Nga là 2 nước thôi. Đấy. Nhưng mà nó có một cái rủi ro, tức là gì, nếu trong trường hợp Belarus mở mặt trận thứ hai ở phía đằng này đánh, hay nói cái khác là một liên minh của Nga đánh Ukraine, thì cái đám liên minh của Ukraine nó cũng có thể đánh Ukraine. Một khi ông liên minh của ông nhảy vào thì tôi cũng nhảy vào, thì nó lại ra một cái câu chuyện khác. Cho nên cái vấn đề mà nó đang tập trận đây là rất là tế nhị. Nó thà nó thằng này 10.000 quân, thằng này 20.000 quân, thằng này 30.000 quân, thằng này 20.000 quân, nó nằm ở đâu đâu đó, xong rồi khi mà đánh mà ông tập hợp vào và đánh nhau thì nó khác. Nhưng nếu mà ông nó đang ở 90.000 quân, nó đang ở biên giới này á, mà mở mặt trận này thì chưa chắc đã hay. Thế thì hai ông bàn cái gì? Bàn là bây giờ là Nga thì như chúng ta biết
Đấy, chiến tranh thế giới thứ hai chúng ta mới nói, một mình Nga là có thể Liên Xô, gọi là một mình Liên Xô là có thể thắng phát xít Đức, có thể giải phóng toàn bộ châu Âu khỏi phát xít Đức. Ôi, Anh cũng thua Đức, Pháp thua Đức, làm cái Hoa Kỳ ở bên kia sông biển, thế là thổi là xong. Nhưng mà Nga là muốn đây á, là một cái gọi là một cái đồng minh, một cái gọi là một cái chủ nghĩa, một một cái gọi là hệ tư tưởng, đánh cái hệ tư tưởng phát xít. Đó là cái công lao của ai? Không chỉ của Liên Xô, của người Nga, mà nó là của Litva, của Latvia, của các nước Baltic, của các nước là thí dụ như là Ukraine, Belarus, của các nước là Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Đấy, của các nước Nam Cáp-ca, của Georgia, Azerbaijan và Armenia. Đấy, nó là của 15 nước. Đấy, một cái cộng đồng để mà đánh đánh đổ gọi là Đức phát xít. Thì bây giờ chứ không phải công lao của Liên Xô. Đấy là người ta cao cả, người ta như vậy. Thế bây giờ Nga đánh cái này thì ba Nga thổi Ukraine thì chắc chắn thổi là 30 giây. Nó mới là coi như ngừng tí, mà coi như nhưng mà có cái là hiện nay đánh cứ dập dềnh thì các bạn cứ yên tâm, nó không có vấn đề gì hết. Chúng ta nói qua nói lại để cho có câu chuyện nói, tại vì ngày nào chúng ta cũng có một vài video về cái chỗ này, mà bây giờ nó không đánh thì chúng ta nói là tại sao không đánh, mà nó đánh thì đánh như thế nào cho nó khó, chúng ta cứ nói. Nhưng mà đứng về mặt tổng thể thì chúng ta đã nói rồi, đấy là tất thắng rồi, không bao giờ thua. Nếu thua là tất cả cùng thua, còn thắng thì Nga thắng, nó nhanh như vậy. Thế thì bây giờ ông Belarus để làm gì? Cũng là như vậy, đây là công lao, này là công lao của chúng ta, chứ không phải một mình Nga. Và đến đánh đuổi ai? Không phải đánh người dân Ukraine, không phải đánh là coi như là đất nước Ukraine, mà chúng ta phá bỏ cái là cái chế độ gọi là phát xít Ukraine. Ukrajit đấy, nó gọi là Ukrajit, Nazit đấy các bạn. Đấy, thì đấy nó cái vấn đề đó là cái chỗ đấy. Cái thứ hai nữa là rõ ràng là bên này động binh thì bên này Nga cũng sẵn sẵn sàng động binh chỗ Belarus. Thì nếu mà Nga Nga sẵn sàng động binh ở chỗ Belarus ấy, thì bên 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 NATO rõ ràng cũng cũng sẽ bất an. Bây giờ các ông chỉ chằm hăm cái chỗ đây là ở Ukraine và chỗ Ba Lan hoặc là Slovakia, Hungary gì đây thôi. Nhưng nếu ông Belarus này mà coi như cũng dập dành một cái thì rõ ràng là cả cái hệ thống ở đằng này này, Latvia này, rồi kể cả cái biên giới giữa Ba Lan và Belarus nữa này, đấy, là rõ ràng là nó lại sẽ phân tán ra như vậy, chứ thay vì từ đây tới đây thôi, thay vì từ đây tới đây thôi thì nó còn dài hơn như vậy, và nó ảnh hưởng. Mà đấy là chưa nói là Belarus với Nga là cùng chiến thắng, đấy, liên minh chúng ta cùng chiến thắng phát xít Ukraine. Thì tôi nói chỗ này nó có vẻ nó hơi hơi trừu tượng một tí, thì một số bạn các bạn cố gắng là tiếp thu để mà hiểu rằng là tại sao nó cứ dập dềnh ở đây, đánh tới đánh lui đánh lui đánh tới. Rồi, đấy là câu chuyện thứ tư, à thứ ba. Câu chuyện thứ tư, trước khi chúng ta vào mặt trận thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề như vậy. Đấy thì hiện nay ấy, là ông Trump ông đang đả kích ông Biden rất là nhiều. Đấy, ông bây giờ là đây là một tổng thống tồi nhất của nước Mỹ, đây là một cái tổng thống tồi nhất của thế giới. Và nếu ông này tiếp tục tại vị á, thì bây giờ biết làm thế nào rồi, ông cũng sẽ ngồi tại vị. Hôm nay bây giờ tháng 1, hết tháng 1 là tháng 2 rồi, thế là ông còn ngồi là như thế là 10 tháng nữa, 10 tháng nữa thì đất nước thế giới đi về đâu? Không khéo nội chiến, không khéo thì chiến tranh thế giới. Tức là ông này mà ngồi đây thì chúng ta thấy là khắp nơi là coi như là làm gì có cái trận đánh to nào mà như Nga với Ukraine, làm gì có trận đánh to nào như ở bây giờ Gaza với lại Hamas với Israel. Là chỉ có thời Biden đó thôi các bạn nha. Thì trước đây là ủng hoảng cái là một lúc là xong, chứ còn cái tình hình này đánh là không biết bao lâu. Như chúng ta biết Nam Tư đánh cũng rất nhanh, Iraq rất nhanh, Afghanistan rất nhanh, công kích thế xong. Nhưng mà đây là lún rồi. Thế thì bây giờ bảo cái ông Biden này á, thì bây giờ xuống à, xuống không được. Mà bây giờ lại lại đây một số Arkansas này các bạn, đây đây các bạn Arkansas này. Đấy. Thì thượng nghị sĩ cái bang này là đang nói ông Biden là bây giờ đánh Iran, nhưng mà đa số là không, đa số nói là bây giờ không cung cấp cho Ukraine nữa, không cung cấp cho Israel nữa, ông lo cái chỗ biên giới Mexico đi, chứ không phải là quảng nội chiến đấy, vậy thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà ông quyết đánh cái này, mà bây giờ nếu không đánh cái này thì là người ta cũng chửi mà ông thua, bây giờ nó đánh người dân Mỹ chết kìa, ba lính Mỹ chết, 34 bị thương, rồi bây giờ không biết thằng nào đánh, mà có phải là nhục nhã không, mà bây giờ Iraq nó suốt ngày nó đòi đuổi đuổi về biến,
cút. Thế thì bây giờ làm sao? Thì rõ ràng là sẽ có một cái động thái chứ, với Iran chứ. Chứ không lẽ bây giờ nó đánh cái là im như thắp thì sao được. Ngày mai nó lại tiếp tục một cái căn cứ quân sự nào là ở Trung Đông lại im như thắp là sao được. Mình là cường quốc, mình là sen đầm, mình là hiến binh, mình là thằng tuyết còi trên toàn thế giới này mà nó dám tát mình cái thế à? Im à? Đấy. Thế thì chúng ta thấy là rõ ràng là ở Trung Đông này thì Mỹ là có 14 cái căn cứ với gần 40.000 quân. Thế mà mới test có ba ba em cái là bây giờ mà là toán là như vậy. Thế thì nó sẽ nên làm gì? Iran có lẽ không dám đánh, chưa đánh hoặc không dám đánh, hoặc là nếu có thì cục bộ nào đó thôi. Cái thứ hai, tức là bây giờ chỉ chơi cái bài bẩn, đó là bài ám sát. Cứ ám sát thôi là không là hết từng tướng này đến là coi như là lãnh tụ kia, lãnh đạo kia của Iran. Mà chúng ta thấy là hầu như là trong mấy năm vừa qua là ám sát rất nhiều tướng của Iran và các cái thủ lĩnh rồi các cái cố vấn rồi ABC của Iran ở khắp nơi. Thì có lẽ nó sẽ là chơi cái bài đấy mà phải làm nhanh, chứ ông không làm nhanh người ta chửi, cứ ngày nào mà không không trả thù được, trả đũa được là nó chửi. Đấy. Ngày mai rồi lỡ mà chưa chưa trả đũa được cái là lại bùng thêm một phát nữa cái ở đâu đó này, thì nó là ăn cho hết. Cái bài đần khổ lắm các bạn nha, chứ bây giờ cái đầu óc bây giờ nó cũng lẫn cả rồi, đâu phải lúc nào cũng linh minh tinh được đừng nữa đâu, cho nên là cũng rất là khó khăn. À, bây giờ ra một cái quyết định gì ấy, mà nó mang tính cảm tính là tồi, à, rất là khó. Bây giờ anh đang lo đi lấy phiếu, mà bây giờ cứ quả nào bị chửi thì làm sao mà lấy được phiếu? Đấy. Chúng ta thấy là coi như ở cái Gaza này người ta nó Mỹ đã đưa vũ khí thì cho Israel giết là gần 30.000 người rồi mà không ai nói gì hết, mà ông ba người ông làm gì to thế, hô gì to thế. Đấy. Các bạn thấy không? Xong người Mỹ nó giá trị ghê thế. Cứ qua hỏi Việt Nam này, có 58.000 em thôi. Chiến tranh Việt Nam 58.000 em Mỹ thôi. Làm gì mà to thế, là coi như là đây cả cái Trung Đông là 40.000 chưa ăn thua gì đâu. Ba người làm gì? Cho nên là đừng có nói cái chuyện đó đối với chính nghĩa. Ông đây này, 30.000 người này và cái 60.000 người khác là bị thương này. Bây giờ lang thang cơ nhỡ rồi coi ăn uống ỉa đái rồi tả dịch lạnh rồi đủ thứ các thứ trên đời. Rồi bây giờ ông cùng với Israel là ông cấm không cho người ta viện trợ, không cho người ta ăn, không cho người ta uống. Bây giờ nước là cả nhà là được là 2 lít một ngày. Tắm rửa quên đi. Đánh răng cũng không có nữa, chứ đừng có nói là coi như là đòi tắm thì ông thấy nó là bình thường à, nó là dân chủ của Mỹ là như vậy à, dân chủ của phương Tây là như vậy à. Nói cái chuyện đây là ba người của ông mà to quá còn còn sẽ nhiều nữa chứ, nếu mà tình hình mà chiến tranh thế giới hoặc là đánh gì ra, tôi nói tình hình nó là nắp bấy cái Trung Đông này luôn, chứ có phải là cần gì đánh sang Mỹ. Chỉ cần 40.000 em ở đây ra đi thì là biết nước Mỹ là ai ngay. Còn Israel chắc chắn là lên đường luôn rồi. Cái quả này thì chắc chắn lên đường luôn rồi. Cho hấp hối luôn, cho giãy giụa luôn. Ông kêu là ông chơi là coi như là ông 3 tháng là ông là coi như là bỏ túi cái Gaza. Đến bây giờ thì tự nhiên hôm thì ông thông báo là coi như là 60% cái đường hầm là hiện nay không biết nó ở đâu. Rồi đến hôm sau là ông nói là đến 80% đường hầm là cũng không biết nó ở đâu. Thì ông đánh cái gì? Tất cả là coi như là những là các khí tài vũ khí hiện đại nhất, hai cái tàu sân bay, hàng chục cái khu trục với tất cả các loại tàu ngầm, rồi đánh trên không, đánh dưới biển, đánh coi như trên mặt đất, đánh dưới hầm ngầm 3 tháng, bây giờ không biết là nó ở đâu, chả biết nó ở đâu. Biết Hamas là ai chưa? Đánh đi, đấy nó chui xuống hầm đấy, bơm cả biển vào, ông bơm vào nó chỗ này thì nó trồi ra chỗ kia, chứ có phải là nó làm nó cũng phải tính cả rồi, chứ nó biết là mày chơi một là hun khói, hai là mày mày đánh sập vào các cửa vào, ba là coi như là mày bơm nước vào, chấm hết. Rồi bây giờ làm hết rồi, hết bài rồi cũng không làm được, không biết cái hầm nó nằm ở đâu, thì làm sao ở bơm, sao ở hun. Cho nên là tôi nói là rồi, mà trong khi đó là sẽ ra tòa nhé. Tôi nói nếu mà thằng này mà không ra tòa thì không được đâu. Chúng ta thấy là cả một cái Israel, cả một cái khu vực này nó náo loạn, nó rúng động, là nó thùng thuốc súng, là lúc nào cũng sẵn sàng là nổ tung hết, là do Netanyahu hết, là cái thằng này là mấy chục năm nay là nó đứng trị vì cái đất nước này, phải đẩy thằng này đi được là coi như là hết thôi, có gì đâu. Chứ còn nhiều người cứ bảo không có thằng này thằng khác, nó nói thế chứ nó khác, nên sao nó giống được. Nhưng một cái thằng khác mà thì lên thay Zelensky là nó khác chứ không phải như Zelensky được. Đấy điều chắc chắn rồi. Đấy. Có thể nó cũng là kiểu A, kiểu B, nhưng mà nó chắc chắn nó không phải như cái thằng thằng đó.
nếu như thằng đó việc gì việc thay. Đấy, cũng như là tổng thống Mỹ, là tổng thống nào cũng là tổng thống, nhưng mà nó đúng là nó cho nước Mỹ thật, nhưng mà mỗi thằng mỗi khác, có thằng lên là nó không, là không đánh gây chiến với ai, mà có thằng lên là đánh lung tung hết, nó cũng khác nhau chứ làm sao mà bảo nó, còn nó là nó vì nước Mỹ thì nó đương nhiên nó phải vì nước Mỹ thôi, rõ ràng vậy thôi. Chứ còn bây giờ Trump lên thì chắc chắn là cái Ukraine nó sẽ không như là Biden với Ukraine đó, chắc chắn rồi. Rồi vấn đề thứ tư, cái vấn đề thứ năm thì hôm trước tôi có nói là bây giờ là một cái ông Hungary là ông nói trong trường hợp mà nếu mà Nga thua là sẽ nhảy ông chiếm ngay cái vùng nó gọi là Transcarpathia, tức là cái vùng cận núi Carpath. Thì cái ông đấy là ông lãnh đạo của cực hữu nha, chứ không phải ông Orbán nói các bạn nha. Đấy, chứ nhiều khi là nói một cái lãnh đạo của Hungary nói thì nó là lãnh đạo của đảng khác đối lập nó nói. Hôm nay Rumani cũng nói chúng tôi cũng phải lấy cái vùng này, thì chúng ta sẽ có cái bản đồ chúng ta xem. Đấy. Nó như vậy là có nghĩa là gì? Ukraine này nó không chỉ có vấn đề với Nga mà nó còn vấn đề đối với các nước lân cận, kể cả Ba Lan, kể cả Belarus. Thì còn ai nữa, còn Moldova này cũng vậy. Nó cũng đang có những cái cửa, nó bảo là bây giờ là ông lấy hết là coi như tôi không có biển luôn. Đây này, ông Moldova này, này làm gì có biển đâu. Là nó cứu thằng này chứ. Đây này, đất của ông này, đất ông Moldova này. Đấy. Đấy, lên trên. Thì cái chỗ này là ông của ông được rồi. Thì bây giờ ông chiếm cả chỗ này, ông chiếm cả chỗ này, ông chiếm cả chỗ này. Nói chung là ông này là không có biển. Cứu lắm chứ. Điên lắm chứ. Cho nên cái vấn đề ông này, bởi vì là ông chữ U, mà tôi đã nói chữ U là các bạn biết rồi, chữ U tức là bên tiếng Slaver là U, hoặc là Vepre hoặc là sâu sẹp đấy, mà tức là nó nghĩa là bên cạnh, tức là nó là cái lề, hoặc bên này hoặc bên kia, cho chính là ông là cái lề, cho nên giống như bản lề của cửa, lúc thì nó là ở trong, lúc thì nó ở ngoài, lúc thì mở ra, lúc mở vào, thì cái ông U này nó là như vậy, cửa rai thế nó là tỉnh rồi, là khu vực rồi. Cái rai thì nó giống như là từ zone, rezone của bên tiếng Anh. Đấy. Thì cái U là tức là cái vùng, tức là cái vùng khu vực ven. Đấy. Cho nên là cái ông này, ông cái số của ông thế rồi, chứ đâu phải là bảo là ông Nga ông đi xâm lược. Một số người bảo ông Nga ông đi xâm lược. Xâm cái gì? Đất người ta đã gọi là ở không hết đây rồi mà xâm cái gì? Đây này, nhìn nước Nga này. Nước nào bằng không mà đi xâm lược một cái tí chỗ này làm gì? Nói phải nghĩ chứ làm sao đi thiếu đất à? Đi xâm lược là anh chỉ đi lấy đất thôi chứ, anh lấy của cải, anh lấy đất thôi chứ. Còn đây là chưa nói là hồi xưa tao mày là một, tao mày là một, bây giờ mày lấy súng đạn rồi bên này mày đánh tao thì tao đánh lại, là cái chuyện đấy là đương nhiên rồi chứ, thì xâm lược làm chi xâm lược. Thế thì chúng ta nói rằng đây là hiện nay ông Putin gặp ông Lukashenko thì đã nói rằng đây là 90% là thắng lợi rồi, còn bây giờ thích 10% làm cái ẹt thế là xong rồi, cái rác thế là coi như là xong thôi. Thế cho nên là bây giờ 8 tiếng đồng hồ nói chuyện với nhau lâu nhất từ trước đây, chắc chắn đã giải quyết nhiều các cái, những là tháo gỡ những cái vấn đề mà hoặc là thông báo hoặc là coi như là tức là cái gì, nó dùng từ gì nhỉ, tức là thỏa thuận với nhau, tức là đồng hóa nhau về mặt quan điểm, đấy, thống nhất nhau các cái vấn đề đó là bắt đầu chiến. Thì rõ ràng là trong cái, tức là từ xưa đến nay mà đây là lần gặp lâu nhất, thì rõ ràng là bàn rất nhiều vấn đề, là một nhiều vấn đề anh mới mất thời gian, hai là anh tức là anh tỉ mỉ cụ thể, đấy, thì đó mới lâu chứ. Còn nếu mà nói rồi thôi mai đánh xong tới là ngày mốt xong thì thôi, thì nó đơn giản quá, rất là tỉ mỉ, nó sẽ phát sinh cái A, cái B, cái C đủ thứ. Còn Nga thì các bạn biết rồi, là tất cả đã lên nằm vào bệ phóng, vào giếng phóng hết cả rồi, bây giờ thích là sơi thôi. Còn ông Anh, nếu mà ông có một cái bom mà một quả mà coi như to gấp 3 lần cái gọi là về sức công phá, là gấp 3 lần một quả xuống Hiroshima hoặc Nagasaki, thì mà đặt ở đâu đó thì coi như là đấy là mục tiêu rồi, mục tiêu của Nga rồi. Đấy, chúng ta biết rồi, bắn sang bên này cái là rơi cái IL-76, cái là bắt đầu là coi như là người ta đã biết ông bắn từ đâu rồi, thì nó bỏ vào chỗ đấy thì nó nổ tại đây luôn. Một số bạn nói là coi như thế nó nổ tại đây luôn, đúng, tôi nhất trí quan điểm đó các bạn. Đấy. Còn cái IL-76 này thì bây giờ là bên phương Tây cứ nói là không có bằng chứng,
Bây giờ Nga đưa bằng chứng là cứ không có bằng chứng, Nga đưa bằng chứng là cứ không có bằng chứng, thì bây giờ ai nghe ai? À nghe ai? Đấy. Từ chỗ đó nó sẽ ra cái vấn đề tù binh, các cái vấn đề tiếp theo nữa. Mà Buranov là rất muốn là trao trả tù binh, bởi vì trong chúng ta biết là có nhiều gặp vụ thám báo rồi những cái thứ là để trao trả, thậm chí có người thân của ông cha này nữa, là nó muốn là coi như là rất mong muốn cái điều đó. Nhưng bây giờ cái tháo gỡ đi, đấy ta trao chúng mày rồi, chúng mày là coi như là bắn là rơi rồi, chết rồi, thiêu rồi, cháy hết rồi, được chưa? Thế bây giờ bảo là cháy nhưng mà không không có bằng chứng, thì nó gọi là cháy thì làm sao mình có bằng chứng nữa. Nó cháy rồi nó nát bấy rồi đốt xong tờ giấy rồi, cái bây giờ là coi như nó vụn ra cái là nó bay tá lả rồi, bây giờ là bảo là cái bằng chứng đâu nữa thì làm sao mà nói chuyện với nhau được. Cho nên chỗ này rất khó. Tôi thấy cái thời gian này có lẽ cũng cũng trôi hơi nhiều, cho nên là tôi cũng xin phép là tôi ngắt từ xong cái này là một video, rồi cái video sau tôi nói cái mặt trận hôm nay nó cũng có một chút vấn đề. Thế các bạn nhá, thế sau xong cái video này là các bạn xem tiếp cái video sau. Bye bye.